Huyền Trân xin gửi lời chào tới các cô, bác, anh chị em và các bạn. Đây là món sơ gấc được nấu cùng với nước cốt dừa, rất là thơm ngon. Mình mời mọi người cùng vào bếp với mình nhé. Đây là những nguyên liệu để làm món sơ gấc nước cốt dừa. Sơ gấc, đây là gạo là mình đã ngâm và để ráo. Gấc này là mình có để đông lạnh và khi dùng thì mình sẽ lấy ra. Và nước cốt dừa thì mình cũng có thể là dùng ở trong hộp hoặc là trong hộp sắt đó. Thì mình dùng cái loại kem, nó gọi là cream nước cốt dừa mà dạng kem đó. Và một chút muối để chúng ta làm nguyên liệu cho món xôi gấc. Mình cho vào đây là một chút muối và gấc là mình cho chung luôn và trộn đều. Mình sẽ dùng đi găng tay và mình sẽ trộn đều cái gấc lên. Gấc ở Việt Nam này rất nước nếp, cho nên là khi mà mình nấu lên thì cái gấc này màu rất là đẹp mọi người ạ. Nấu xôi gấc của nhà mình thì an toàn bởi vì là mình sẽ không cho phẩm màu. Đây là hoàn toàn gấc tự nhiên, gấc nếp ở Việt Nam. Vào mùa thời điểm Tết này á, là gấc của Việt Nam mình rất là ngon, toàn gấc nếp, màu lên rất là đẹp, xôi thơm. Và những cái gấc đông đá này khi mà mình làm không hết mình lại cho vào tủ ngăn đông đá, khi nào chúng ta dùng thì chúng ta lại bỏ ra thì mình giữ được rất là lâu. Đó. Mọi người thấy màu đẹp không ạ? Đó. Gấc nếp ra màu rất là đẹp tự nhiên, đỏ đẹp. Và bây giờ mình sẽ đặt một cái chõ lên trên bếp, cho nước vào và mình sẽ chờ nước nó sôi. Mình cho nước sôi thì bắt đầu mình mới cho gạo vào ạ. Bây giờ khi nước đã sôi rồi thì mình bắt đầu mình cho gạo. Mình sẽ để xuống đây để mình cho gạo cho nó tiện ạ. Người thấy nếp mà nếp của mình nó đỏ ối. Và khi mọi người cho gạo vào thì mọi người nhớ là mình để những cái lỗ cho nó thông hơi này, cho nó cái hơi nó bốc lên thì cái gạo mình nó sẽ chín được đủ hơi. Mình châm đục những lỗ. Và mình sẽ đợi sôi hấp sau 20 phút thì mình sẽ kiểm tra. Wow, mùi sôi rất là thơm ạ. Và bây giờ mình sẽ cho nước cốt dừa. Mình sẽ cho tùy mỗi người, mình có thể cho từ 40 đến 50 ml nước cốt dừa.
Nếu mà ai thích ăn nhiều nước cốt dừa thì mình có thể cho thêm cũng được. Nước cốt dừa rất là thơm. Mình cũng thích nước cốt dừa cho nên là mình cho thêm một chút. Và mình lại đảo lên. Mọi người thấy là sôi rất là hấp dẫn và thơm ạ. Mình cho nước cốt dừa xong thì mình sẽ đậy nắp vung và mình sẽ hấp thêm khoảng 5-10 phút nữa. Bây giờ mình đã thấy là hạt xôi nó nở rất là đẹp và vừa, thì mình sẽ cho một chút đường ạ. Mình có thể rắc. Mọi người ăn đường nhiều hay ít là tùy theo ý mọi người. Ở đây là mình dùng khoảng 2 muỗng canh. 2 muỗng canh đường. Nếu mọi người ăn ngọt hơn thì mọi người có thể cho thêm. Mình sẽ đảo đều và nhớ luôn là để này cho nó có hơi thoát lên thì nó sẽ đều cái xôi, cái hạt gạo của mình. Và mình sẽ hấp thêm 5 phút nữa để cho nó tan cái đường. Sau khi 5 phút mà đường nó đã tan rồi thì mình sẽ cho thêm một muỗng canh dầu này để cho cái hạt gạo của chúng ta có thể bóng đẹp hơn. Wow, xôi rất là thơm, thơm mùi nước cốt dừa và màu thì rất là đẹp. Và sau 5 phút thì mình tắt bếp. Xôi của chúng ta đã được. Wow, xôi của mình rất là thơm ạ. Rất là thơm. Thơm và màu thì rất là đẹp. Xôi đã chín thì mình có thể đơm xôi vào đĩa bình thường hoặc là mình có thể cho vào khuôn ạ. Mình có thể cho vào những cái đĩa xôi. Như thế này ạ. Đó. Hoặc là mình có thể đóng xôi thành khuôn. Ở đây mình có một cái khuôn. Thank you.
mình sẽ nén nén thật chặt xuống. Đó. Mình nén thật chặt. Và lúc này chúng ta đã có một cái đĩa xôi gấc có hình cái này hình như là chữ lộc. Rất là đẹp phải không ạ? Còn đây là cái khuôn hình cá. Ngày ông Công ông Táo cho mình muốn làm xôi xôi gấc theo hình cá thì mình sẽ có một cái khuôn cho xôi vào. Chỉ đơn giản như thế này thôi, mình sẽ ép chặt nó xuống và chúng ta sẽ có một hình khuôn hình cá rất là đẹp. Và đây là hình cá rất là đẹp phải không mọi người? Rất là đơn giản, mình có những cái khuôn và mình sẽ tạo được những cái hình mà như ý của mình mong muốn. Xôi gấc nước cốt dừa vừa thơm vừa dẻo lại vừa đơn giản nữa phải không mọi người? Chúc mọi người thành công và hẹn mọi người trong video lần tới.